14 tháng 11 năm 2019, cơ khí cải trảo Vũ Hải, xóm 5 Kiếp Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Xuất 3 dàn cày 5 chảo vào Cẩm Thủy Thanh Hóa, Thiệu Hóa Thanh Hóa, cùng bánh lồng. Anh em và bà con có nhu cầu sử dụng sản phẩm của cơ khí Vũ Hải xin liên hệ xóm 5 Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình hoặc số điện thoại trực tiếp 0982 975 256. 3 dàn cày chảo trụ, 5 chảo cơ khí Vũ Hải. Lên đường buổi tối đi phục vụ bà con.